Ê. Anh đi mà làm mày bol một lon. Bol một lon. Tụ tây em không làm đi. Ngày tập năng cả này đang phảng. Khi ngu ấy luôn chứ. Nằm đem ngoan tình lần hợp với cái tàu. Có con ống nó đứt cánh này đây. Bọn mình rập đen nó thì bọn mình rập đen nó quá rập. Tak nak kereta. Ya, benar ya. Nang lah mana. Nên là làm cái này để tưới sầu riêng để sang năm mình có thể thu hoạch. Ý ra. Khá khá. Bài bài bụi tum rồi cắt ta nè. Tưới một chữ à. Đấy, xong. À, cà phê này. Đấy. Cà phê ấm nè. Trời nắng. Đây là cách giải quyết mùa nắng nha anh em. Đấy, giải quyết mùa khô nha anh em. Đây. Của hôm nay làm cho chủ tịch. Đây. Cứ nắng quá. Rồi ông tới kia. Rồi đây. Tới kia nha anh em. Thì tôi nói chung là thời tiết đang rất là nóng. Nên là phải như thế này. Chứ không mấy cây chết hết. Đây, cà phê của chủ tịch đây. Đây, đây, đây. Mày làm gì mày? Xe tôi
Mỗ cho rùa thế này à, cắt hai tọt thiệt này trong thun tóc của mày. Khang ta nam khang cực. Bên này tưới cà phê luôn. Mạnh quá. Cả máy được không? Được rồi. Ngon lắm anh em ơi. Cạp vào đây. Được rồi. Được rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.